khi mà mình làm lại cái kênh Tâm Một Cú này thì mình có đọc được một số các comment kiểu như là ông này hình như là reviewer bên đường hai chiều thì phải, ông này sao bây giờ lại làm công nghệ, thôi ông review công nghệ chán lắm, ông bỏ quay lại làm xe đi. Thật ra thì có một số người mới biết đến mình thì sẽ có xu hướng là biết mình qua kênh đường hai chiều nhiều hơn, nhưng nếu như các bạn không biết thì mình là gốc là dân làm reviewer công nghệ, và mình đã làm về công nghệ trước khi làm xe khoảng 3-4 năm rồi. Và khi mà mình bắt đầu làm xe là vào khoảng cuối năm 2019, thời điểm đấy thì mình đang có cái kênh YouTube là Tâm Một Cú này, cũng có thể gọi là tương đối thành công. Mình hoàn toàn có thể tiếp tục làm cái kênh này và phát triển hơn nữa, nhưng mà không, mình đã quyết định sang làm xe các bạn ạ. Nghe quy trình giống Vingroup ấy nhỉ. Và khi mà mình bắt đầu làm review xe thì mình nhận ra là có rất nhiều những thứ mà mình tưởng tượng trước đấy nó không thành sự thật. Và qua một cái khoảng thời gian làm xe trực tiếp thì mình cũng đã có thêm được những cái trải nghiệm mới và có những cái bài học mới. Vậy nên thì video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ lại với các bạn. Các bạn có thể coi nó như một video để tham khảo nếu như các bạn đang có ý định chuyển ngành làm, hoặc nếu như các bạn là một người đang có ý định sau này sẽ gọi là làm việc trong ngành media, làm quay phim, làm dựng nội dung các thứ, và muốn chuyển từ một cái ngành gì đấy sang ngành xe thì có thể coi video để tham khảo nhá. Chắc không dài dòng nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Bật cái intro lên nào. Vào cuối năm 2019 thì anh Huy có nhắn cho mình một cái tin bảo là anh thấy làm công nghệ bây giờ ổn rồi đấy, bây giờ hay là mình mở sang ngành xe đi. Thế là mình lúc ấy thực ra cũng không nghĩ gì nhiều các bạn ạ. Mình bảo là ok, làm thì làm thôi. Lúc ấy thì mình đang rất tự tin về khả năng của mình các bạn ạ. Và đó là cái bài học đầu tiên mà mình rút ra trong những cái năm tháng đầu làm xe, đó chính là đừng bao giờ ảo tưởng về những cái kết quả mà bản thân đã có. Thực sự là như vậy. Mình cứ nghĩ rằng là với cái fame mà mình đã từng có khi mà mình làm về công nghệ, mình làm những cái nội dung liên quan đến đời sống ấy, thì nó đã đủ để khi mà mình bước sang ngành xe thì các hãng xe cũng như là các showroom xe họ sẽ chào đón mình. Nhưng thực tế thì không phải như vậy các bạn. Bởi vì mình có fame to đi chăng nữa nhưng mà mình vẫn ở thế giới công nghệ, còn họ thì ở thế giới xe. Và rõ ràng là cái sức ảnh hưởng của mình thì lại không liên quan gì đến những cái đối tượng khách hàng của bên ngành xe cả. Vậy nên thì kể cả fame to đi chăng nữa, họ cũng không quan tâm. Thực tế là như vậy. Trong những cái ngày đầu tiên mà đi mượn xe các bạn thì phải nói là rất là khó khăn, bởi vì mình tưởng tượng là mình sẽ có thể mượn nó rất là dễ dàng vì cứ nghĩ là mọi người biết mình rồi mà. Nhưng mà không, gần như là đi đến đâu cũng bị từ chối, bởi vì họ không biết là khả năng vận hành xe của mình như thế nào, rồi họ cũng chưa bao giờ nghe tiếng của mình trong giới chơi xe cả. Vậy nên thì họ không thể nào giao cho mình một cái món đồ đắt tiền giống như là xe được. Với điện thoại và những cái đồ công nghệ nhá, thì mỗi một món giá trị đâu đấy nó khoảng độ vài triệu cho đến khoảng 1-2 chục triệu, vài chục triệu. Nhưng mà với xe thì gần như lúc nào cái giá trị của nó cũng loanh quanh đâu đấy là trên 100 triệu, thậm chí là đến cả tỷ đồng nó cũng có. Vậy nên rõ ràng là với cái tâm lý là không thể nào giao xe cho một người mà mình không biết là ai được thì nó cũng là một cái cũng rất là dễ hiểu, đúng không các bạn? Và từ cái việc mà mượn xe rất khó khăn này ra thì mình đã học được bài học số 2, đó chính là không phải đánh giá cái gì cũng giống nhau. Trước đây khi mà mình làm những cái bài đánh giá về các thiết bị công nghệ như kiểu điện thoại hay máy tính bảng hay laptop ấy, thì mình hoàn toàn có thể làm trong vòng một buổi được, rất nhanh, rất gọn gàng. Tại vì những cái món đồ đấy thì nó thứ nhất là quay chụp nó rất là dễ, chúng ta chỉ cần một cái không gian studio thôi và có thêm một vài những cái đồ setup, ví dụ như là camera này, đèn đóm, rồi kiểu những cái đồ vật để trang trí thôi là có thể quay được rồi. Tuy nhiên ấy, với quay xe ấy, thì nó là một câu chuyện hoàn toàn khác hẳn các bạn ạ. Bởi vì quay xe ấy, không thể nào chúng ta đặt xe ở trong studio được. Thật ra là được nếu như bạn giàu vãi lều, bạn có một mảnh đất đâu đấy là khoảng độ vài trăm mét vuông trống ấy, thì bạn hoàn toàn có thể làm điều đấy được. Nhưng mà thời điểm đấy thì mình không có. Ra đến bây giờ thì cũng đã có đéo đâu. Toàn bộ những cái phần review thì phải diễn ra ở ngoài đường, và lúc này sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn. Đầu tiên là về thời gian này. Hồi xưa khi mà làm công nghệ thì mình hay có xu hướng là bắt đầu giờ quay vào khoảng đầu giờ chiều buổi sáng để chuẩn bị nội dung một tí. Nhưng mà khi mà sang làm xe thì phải dậy từ rất sớm để có thể di chuyển ra chỗ quay. Mình hay lựa chọn những cái địa điểm nó phải hơi xa trung tâm một chút, như kiểu khu vực Việt Hưng của Long Biên hay là Vinhome Smart City. Tại vì những chỗ đấy ấy, thì nó sẽ có nhiều các cái quang cảnh rộng rãi, những cái background đẹp, sạch sẽ để có thể đặt xe vào để review. Rồi cộng thêm nữa là chưa kể cái thời gian di chuyển, rồi thời gian quay một con xe nó rất là lâu, bởi vì nó có quá nhiều chi tiết cần phải nhắc đến. Rồi chưa kể đến nữa là chúng ta sẽ phải quay vận hành xe, mà mỗi một con xe nó lại có một cái chỗ vận hành khác nhau ấy các bạn. Ví dụ như các bạn review những cái con xe kiểu nó đơn giản như kiểu Way này, Lead này, SH này, thì ok, cái đấy thì chúng ta chạy lòng vòng cũng được. Nhưng mà với một số những cái dòng xe kiểu phân khối lớn, và đặc biệt là những cái dòng mà chạy kiểu chó điên ấy, thì lúc này chúng ta sẽ phải quay ở nhiều địa điểm khác nhau, và đồng thời là quay với cái kiểu tốc độ khác hẳn so với những con xe thông thường. Mình vẫn còn nhớ một cái bài mà nói thật đấy, bây giờ mình chưa bao giờ mình quên, là bài đánh giá con Ducati Hypermotard 950. Bà đấy đứt tóc dài làm, nhưng mà mình là người phải trực tiếp chạy đèo cái bạn camera để quay cảnh chạy xe. Và lúc đấy Đức có nói với mình là: anh ơi, bài này em muốn quay kiểu chạy gắt. Mình bảo ok, chạy gắt. Thế là nguyên cả một cái đoạn đường bọn mình đóng từ bên Long Biên đi về Hồ Tây để hoàn thành những cái shot quay chạy nhanh đấy, thì mình nhận ra là, xin lỗi các chú công an nhé,
không lúc nào đồng hồ của mình dưới 100 km/h cả. Chạy nhanh liên tục, các bạn phải hiểu là làm xe nó có những cái pha mà giống như kiểu là mình phải liều chết luôn ấy để sản xuất ra được những cái hình ảnh vô cùng chất lượng để cho người xem. Nói chung là với cái khối lượng công việc gần như nó khác hẳn hoàn toàn nhau các bạn, và đấy là một cái điều mà mình đã phải vỡ ra. Chứ lúc đầu mình cũng tưởng tượng là chắc nó cũng chỉ đơn giản như kiểu điện thoại, kiểu quay quay chụp tí xong rồi là lái xe lòng vòng xong rồi về. Không, nếu như các bạn muốn có một sản phẩm chất lượng thì riêng với review xe chúng ta phải bỏ ra rất rất nhiều công sức và thời gian. Và cái vấn đề tiếp theo nữa là câu chuyện đầu tư về thiết bị. Khi các bạn quay công nghệ ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể cần một cái góc rất là nhỏ thôi. Và những cái đồ dùng của chúng ta nó cũng thể tương đối là đơn giản. Có thể chỉ cần là một cái camera, một cái chân máy ảnh và một hai bộ đèn gì đó. Nhưng mà với review xe thì chúng ta sẽ phải đầu tư khá là nhiều những cái thứ khác. Ví dụ như là máy ảnh thì cũng chất lượng nó phải tốt này. Ví dụ như hiện tại thì bọn mình đang sử dụng một chiếc FX30. Trước đây thì có cái FX3 nữa. Thì khi mà quay xe và đặc biệt là trong điều kiện trời nóng ấy các bạn, thì chúng ta sẽ cần những cái cỗ máy kiểu như thế này để nó đảm bảo được có thể quay từ 2 cho đến 3 tiếng dưới trời nắng mà không bị quá nhiệt. Rồi tiếp theo nữa sẽ phải đầu tư một cái gimbal rất là xịn, rồi những cái filter ví dụ như là CPL này hay là ND này, để có thể quay được những cái thước phim liên quan đến xe mà nó chất lượng gọi là tốt nhất. Bởi vì khi chúng ta quay xe là chúng ta quay dưới điều kiện ánh sáng tự nhiên và không thể kiểm soát được, vậy nên sẽ cần những cái filter như thế này để có thể đảm bảo được chất lượng ảnh gọi là ngon nhất. Khi mà đánh giá những cái dòng xe khác nhau thì bọn mình sẽ phải bố trí những cái bối cảnh quay khác nhau, và không phải cái xe nào cũng có thể quay ở trong nội thành Hà Nội được, mà sẽ có một số các loại xe ví dụ như là bán tải này hay SUV địa hình thì bọn mình sẽ phải mang ra những cái khu vực khác, thậm chí là đi tỉnh khác, đi có khi là phải đến 100-200 cây để có thể di chuyển ra được một cái bối cảnh nó phù hợp. Nó phải có cái tính gọi là off-road địa hình một xíu này thì nó mới phù hợp với cái xe. Thì có một cái bọn mình gần đây nhất đi quay ấy, thì là bọn mình đi quay ở bản Bò Buôi. Không, tên nghiêm túc là Bò Buôi thật đấy các bạn nhá, Bò Buôi không có dấu huyền. Bò Buôi. Nó ở Hòa Bình giáp với cả Sơn La. Thì đây là một cái thung lũng rất là rộng rãi, và các bạn hoàn toàn có thể lên kênh Đường Hai Chiều để tìm lại. Và bọn mình đã có những cái thước phim rất là ưng ý ở trên đấy. Tại vì bọn mình review chiếc Forester, là một cái dòng xe gọi là crossover nhưng có khả năng đi địa hình được. Thì đó, thì phải mang đi đến tận nơi quay và phải ở đấy đâu đấy là khoảng 2-3 ngày và thì mới có thể hoàn thành xong cái clip đấy được. Thì khi mà các bạn làm review xe thì trước đây có một thứ mà mình không đánh giá nó quan trọng lắm. Thật ra thì vẫn quan trọng nhưng mà kiểu nó không kiểu kinh khủng như đến thế nếu như chúng ta có đánh mất nó. Đó chính là dữ liệu. Ví dụ như các bạn mà có đánh giá một con điện thoại xong các bạn là mất file cái này cái kia thì thôi phát chạy lên văn phòng quay lại tí không sao đúng không? Nhưng mà xe thì lại khác các bạn ạ. Thì các bạn phải mượn lại xe này, rồi các bạn phải đi di chuyển lại đến cái bối cảnh mà các bạn đã quay trước đấy này, đôi khi nó cách khoảng Hà Nội vài trăm cây. Rồi còn chưa kể nữa là về cái thời tiết, lỡ đâu cái hôm mà mình quay là hôm nắng duy nhất, còn tất cả các ngày còn lại mưa ấy, thì chúng ta lại phải đợi một ngày nắng khác để chúng ta có thể mang xe ra quay lại được. Nói chung là rất rất là mệt. Và cái chuyện mất file ấy thì nó đã xảy ra với Đường Hai Chiều rồi. Và đây là ví dụ. Đây giới thiệu các bạn, đây Hoàng Bông ấy nhá. Đây Hoàng Bông. Đó. Thì có thể cho các bạn nào không biết thì Hoàng Bông là cameraman của Đường Hai Chiều cũ. Bạn ấy hiện tại thì là trưởng công tác rồi. Và đây là một trong những cameraman chuyên nghiệp và hoạt động rất nhiều nhờ những cái mảng khác nhau trong lĩnh vực media, và là một người đã cũng giúp ích cho Đường Hai Chiều rất nhiều trong việc gọi là chuyên nghiệp hóa lại quy trình của mình. Thì Bông ơi, em có thể kể lại cho mọi người cái lần mà em làm mất file của anh không? các bạn thấy nhá, đấy, người chuyên nghiệp đấy, vất vai đấy các bạn. Thế hả? Rồi, có thể các bạn không biết thì Hoàng Bông đang có một kênh YouTube review những thiết bị quay chụp này, và hiện tại thì bạn làm cả DIY nữa, thì các bạn có thể lên xem. Nhưng mà nếu mà Hoàng Bông mà có nói câu nào hay là bất kỳ một cái chủ đề nào liên quan đến quy trình công việc thì các bạn cứ tắt mẹ đi nhá. Thật ra thì trong cái ngành media nói chung này thì dữ liệu luôn luôn là thứ quan trọng nhất, và chúng ta luôn luôn phải bảo vệ nó, tìm cách bảo vệ nó, đảm bảo rằng không có bất kỳ một cái suộc nào nó bị bay mất. Thì bọn mình sau khoảng vài lần mất suộc và phải đi quay lại, thậm chí đã từng phải chạy xuống Hạ Long tuần trước và chạy Hạ Long cuối tuần thì đầu tuần lại chạy xuống phát nữa để quay lại một bài, thì bọn mình đã rút được kinh nghiệm và đã phải trang bị thêm một số những cái món đồ. Thì nhân tiện đây là kênh công nghệ, chúng ta sẽ chia sẻ luôn. Hiện tại thì mình đã sắm sửa cho mấy anh em Đường Hai Chiều một cái SSD rời như thế này, là để chứa dữ liệu, mỗi khi quay xong phát là cắm vào laptop, cóp thẳng ra cái ổ này luôn, đảm bảo cái chuyện là không bao giờ bị format thẻ là mất dữ liệu. Thì đây là một cái ổ của Samsung, và con này là con T7 Shield. Tại sao mình lại chọn con T7 Shield này? Bởi vì nó có chữ Shield, thế nên là nó sẽ bền bỉ hơn và nó phù hợp với cái công việc mà hay phải đi quay xa giống như là bọn mình. Trong những cái trường hợp bọn mình đi quay ấy, thì có đôi lúc bọn mình sẽ phải đi ra những cái chỗ nó có suối, nó có hồ các thứ ấy. Vậy nên thì mình đã phải tính kỹ trong cái chuyện là lựa chọn một cái SSD như thế nào, thì mình thấy là con T7 Shield này là con phù hợp nhất, bởi vì nó có cái khả năng chống nước và chống bụi là IP65, và đồng thời thì nó cũng có thêm một cái lớp giống như kiểu là silicone bảo vệ ở phía bên ngoài các bạn, nó sẽ chống sốc khi mà chúng ta bị làm rơi cái ổ cứng này, ví dụ rơi xuống đất, rơi xuống nước thì vẫn có khả
năng cứu nó lại được. Nói chung là nó sẽ thiên về mặt bền bỉ hơn. Thì đây là một con ổ 2T và về tốc độ của nó thì nó sẽ là USB 3.2 Gen 2 thôi. Và cái tốc độ của nó thì nó tương đối là ngon, nó khoảng đâu đấy là đọc như là 1050, còn ghi của nó là 1000 thì phải, nếu mình nhớ không lầm là như vậy. Thì cái chủ yếu của cái ổ này nó sẽ có tác dụng là cóp và lưu trữ dữ liệu. Mình vẫn nhớ là một cái bài quay mà bọn mình đi cái bản bò buôi thì nó đã có dung lượng đâu đấy là khoảng 200-300GB. Và ngày trước thì Đường 2 Triệu cũng có một chuyến đi Hà Giang và mấy anh em quay lại thì nó cũng rơi được đâu đấy là khoảng độ 500GB. Vậy nên thì mình chọn ổ 2T này để chứa cho nó thoải mái. Mỗi lần quay xong phát là mình sẽ cắm vào laptop, lấy dữ liệu ra và cóp thẳng vào cổng này luôn, và sau đó thì mang về cho edit để làm. Thì đây cũng là một cái món đồ mà mình nghĩ rằng là những ai mà làm trong lĩnh vực media nói chung thì cũng nên đầu tư, để chúng ta có thể đảm bảo được những dữ liệu chúng ta sẽ được bảo vệ một cách tốt nhất. Thì T7 Shield là một cái chiếc ổ cứng như vậy. Hiện tại thì sử dụng thì cũng không thấy gặp bất kỳ vấn đề gì cả. Và ngoài ra nữa thì mình có mua thêm, nhân tiện thì mua cái T7 Shield thì mình có mua tiếp một cái nữa. Cái này thì mình dùng cá nhân, cái này là T9, cái này cũng là 2T luôn nha các bạn nhé. Con này ấy thì về cái khả năng chống bụi chống nước thì nó sẽ không được như con T7 Shield này. Tuy nhiên thì bởi vì nó là T9 vậy nên thì về cái tốc độ đọc ghi của nó sẽ cao hơn. Ở đây là USB 3.2 Gen 2x2, tức là tốc độ thì nó sẽ gấp đôi so với con này. Băng thông của nó như đâu nhớ không lầm là 20 gigabit trên giây hay sao ấy. Đó, băng thông của nó thì tầm đấy thì nó sẽ nhanh hơn. Cái này thì mình sẽ sử dụng trong việc là lưu trữ dữ liệu cá nhân và đồng thời thì mình được sử dụng khi mà mình đi sự kiện. Bình thường thì khi mà làm xe chúng ta sẽ có những cái buổi đi sự kiện, những cái buổi triển lãm xe các bạn, và lúc này thì công việc đòi hỏi bọn mình sẽ phải quay rất là nhanh, giữ rất là nhanh. Vậy nên thì mình sử dụng cái ổ này là để cóp trực tiếp dữ liệu từ cái khu vực quay và chuyển sang cho edit cho nó nhanh, và hoàn toàn có thể edit trực tiếp ở trên cái ổ này luôn. Và một cái điểm nữa là sang năm thì mình sẽ nâng cấp lên iPhone 16. Vậy nên thì mình sẽ cần một cái ổ SSD giờ như này để có thể quay phim ProRes. Nói chung ấy thì một cái mua cho anh em và một cái là mua cho bản thân mình. Đó, hai con thì hiện tại thì mình sử dụng thời điểm bây giờ thì nó chưa gặp bất kỳ một cái vấn đề gì cả. Cóp file các thứ thì mình thấy là về cái nhiệt độ ấy thì nó giữ tương đối là ổn định, nó không bị nóng quá đâu. Và cái tốc độ cóp gần như là có thể giữ được ổn định và không bị gián đoạn trong quá trình, kể cả khi mà mình cóp file nặng đâu đấy là khoảng vài chục GB, cóp rất là nhanh, rất là ổn định. Và cái nhiệt độ thì có tăng lên nhưng mà không quá nóng để làm bị giảm cái tốc độ này. Hai cái ổ này thì được cái là tương đối là nhỏ gọn, mình có thể mang đi rất là dễ dàng trong những cái túi bé của mình. Và cũng phải công nhận điều là về những cái ổ cứng của Samsung thì là một cái thương hiệu rất là ngon lành rồi. Và hiện tại thì mình cũng đang sử dụng một cái SSD của Samsung cho cái PC của mình, dùng mấy năm rồi, hàng kiểu dạng là OEM thôi ấy, nhưng mà vẫn dùng rất là ngon và nó không gặp vấn đề gì cả. Nhưng mà với máy của edit của mình ấy thì như các bạn đã biết rằng là edit những cái file mà liên quan đến xe thì thường phải quay chất lượng rất là cao, 4K, gần như là sử dụng hết gọi là mắc tầm của cái camera luôn. Vậy nên thì máy editor của mình cũng cần phải có những cái ổ cứng rất là tốt. Và mình cũng đã trao đổi với cả editor của mình về những cái thứ bạn ấy cần và cũng đã cho bạn ấy một cái option sử dụng SSD cũng tương đối là ngon. Đây là editor Hồng, Nam Hồng, một bạn editor cũng rất là chuyên nghiệp và chăm chỉ của bọn mình. Thì đây cũng nhân tiện là mời Hồng lên để chia sẻ về những cái phần mềm mà Hồng phải làm, phải có để có thể làm được xe. Thì đấy, em chia sẻ về những cái phần mềm em hay sử dụng đi. Đây, nói chung là làm xe thì em sử dụng Premiere chủ yếu, DaVinci, Photoshop, After Effects. After Effects bổ cái đấy đúng không? Vâng. Đấy thì nói chung là những cái phần mềm chuyên dụng ở trong gọi là dựng phim thì các bạn cũng đã biết rồi. Thì ở đây Hồng có một số những cái phần mềm mà nó đi kèm cái gì ấy, Chibi 11, Hoàng Nhân Linh Chi. Này sao phần mềm thì tên lạ đấy. Cái này phần mềm mà mới. Mà sao mà nặng thế, mà toàn cả 100GB này. Ui, cái này mới, cái này nặng lắm. Thế nhưng mà điều này như ổ hơi đầy rồi đúng không? Mà bình thường một project của mình là khoảng hơn 100GB rồi nhỉ? Vâng. Đây đang đầy rồi đúng không? Vâng, đầy rồi. Đây, anh. Đây, hôm nọ vừa mua thêm con này đây. Đây là Samsung 990 Evo, con này 2T. 2T đủ không? Thôi, quả đủ anh ạ. Thưa thoải mái đúng không? Vâng. Nhưng mà bên của em là NVMe 4 à? Vâng. 4. Con này thì cả 4 cả 5 đều chơi được. Đấy, tốc độ lên đến 5000. Nói chung với con này ấy thì anh đọc rồi thì là nó làm em làm ổ lưu trữ cũng được, mà em làm ổ chính để em chạy phần mềm cũng được. Căn bản là mình cũng không làm render 3D các thứ thì cũng không cần gọi là quá kiểu kinh khủng, nhưng mà với cái lượng file 4K của mình anh nghĩ là ổ này đáp ứng là tốc độ là tốt đấy, đúng không? Vâng. Đấy. Thì nếu như em có nhu cầu sử dụng ổ này thì có thể click đường link anh để ở bên dưới nhá, mua giá tốt nhá. Ok. Cái ổ này của anh tự đi mua đi. Ok. Thế em đi thôi, cho em đi. Mày đi mà xóa mấy cái phần mềm Hoàng Nhân Linh Chi Chibi của mày đấy. Đấy, thay đổi lại phong cách làm việc, thay đổi lại thiết bị làm việc cũng là những cái mà mình đã phải trải qua khi mà chuyển ngành từ review điện thoại sang review xe. Tuy nhiên thì còn một cái thay đổi nữa nó còn khó chịu gấp mấy lần những cái kia. Cái kia thì mình chỉ còn cố gắng tí mà được, mà mình bỏ ra tí tiền là được. Nhưng mà khi mà mình làm review xe thì có một cái mình phải thay đổi, đó chính là văn phong và phong cách review của mình.
có nhiều người xem mình cũng khá là lâu rồi và họ có nhận xét ra là qua một khoảng thời gian thì họ cảm thấy là mình bị nhạt đi, mình ít đùa lại, mình bị nó chín chắn quá, trưởng thành quá, nó không quen đấy các bạn. À, thực tế ra ấy, thì ngày xưa khi mình làm review điện thoại thì những anh em xem mình ấy thì thường là anh em trẻ, tầm tuổi giống như mình. Mà căn bản là những anh em nào mà thích công nghệ giống như là mình ấy thì nó hay có một cái máu, mình hay gọi là máu VOZ đấy các bạn. Tức là thích đùa kiểu gì đấy, nó hơi bựa bựa, nó hơi bẩn bẩn, nó phải kiểu nó vui vui một tí, nó hơi sỗ sàng một tí, không vấn đề gì cả. Tuy nhiên khi mà làm xe ấy, thì lúc này đối tượng khán giả của mình lại là một người hoàn toàn khác hẳn, là những người bằng tuổi mình, thậm chí là hơn tuổi mình và thậm chí là hơn tuổi mình rất rất là nhiều, các chú, các bác đều xem. Thế nên là những cái kiểu đùa của mình ngày xưa như kiểu nói lái Tân Một Cú, Duy Thẩm, Vinh Xô, rồi chè bà nhổn, chè ông nhổn, rồi kiểu lý dìn, lý dồn, các thứ thì mình cũng đâu có thể sử dụng được trong cái phần review xe đó đúng không? Bởi vì nó không phù hợp với cả đối tượng người xem. Mình phải nói chuyện một cách nó chín chắn hơn, nó trưởng thành hơn, chậm rãi hơn so với ngày xưa rất là nhiều, và điều đó đã khiến cho mình khá là khó chịu trong một khoảng thời gian khoảng độ 1-2 năm đầu khi mà làm. Sau đấy thì nó thôi gọi là cũng quen dần, nhưng mà cũng hơi tiếc một chút khi mà cái phong cách review cũ của mình thì mình bây giờ làm lại cảm thấy nó cứ gượng sao ấy. Thực tế ra thì mình cũng khá là tiếc cái con người cũ của mình, nhưng mà với con người hiện tại thì mình cũng nhìn thấy được nhiều điểm cộng của nó. Mình được tiếp xúc với những cái người ở những cái tầm mà trước đây thì mình nghĩ rằng là mình không bao giờ có thể tiếp xúc được. Rồi mình cũng được hiểu biết thêm về rất là nhiều ngành nghề khác liên quan đến ngành xe. Thực ra làm xe thì ngoài cái câu chuyện là liên quan đến kiến thức về xe ra thì các bạn cũng có thể học thêm được rất nhiều những thứ khác liên quan đến kinh tế, chính trị và xã hội thông qua cái ngành này. Thực sự là như vậy. Tóm gọn lại là sau khoảng vài năm làm xe chuyển ngành như thế này thì mình thấy rằng là có rất nhiều thứ của bản thân mình đã phải thay đổi. Như mình đã nói ban nãy, mình phải thay đổi lại cái phong cách sống của mình, phong cách làm việc của mình. Mình phải thay đổi lại quy trình làm việc của mình. Và thậm chí là mình phải đầu tư thêm những cái món đồ công nghệ để phục vụ cho công việc của mình, giống như là hai cái ổ cứng ở đây và cái ổ SSD ban nãy mình vừa cho các bạn xem nữa. Thì đó, thì nó có rất nhiều thứ thay đổi, và thậm chí là thay đổi cả cái con người của mình luôn. Mình phải thay đổi là cái phong cách nói chuyện của mình. Thì không ai thích thay đổi cả, thực sự là như vậy. Tuy nhiên nếu như các bạn đang bước vào trong một cái giai đoạn của cuộc đời và các bạn phải quyết định phải bỏ đi một cái gì đấy chúng ta đã rất là quen thuộc, hay là nói như mấy anh đa cấp với cả mấy anh mà dạy làm giàu là bước ra khỏi vùng thoải mái các bạn. Mình biết là sẽ có rất là nhiều người khi mà chuyển ngành ấy thì sẽ luôn luôn có được những cái sự tưởng tượng nhất định, nhưng mà những cái sự tưởng tượng này các bạn phải hình dung là nó chỉ dựa trên những gì chúng ta đã biết thôi. Còn khi mà chúng ta đã bắt tay vào làm thực tế thì sẽ có rất nhiều những thứ mà chúng ta không biết được, chúng ta không ngờ tới, thì từ những cái thứ như này thì nó mới là những bài học thực sự rất là thực tế trong quá trình thay đổi chúng ta. Thay đổi rất là khó chịu, mình biết là như vậy, nhưng mà nếu như mà cái công việc mà cái môi trường mà các bạn sắp thay đổi ấy nó đem đến cho các bạn nhiều thứ nó tốt hơn, nó phù hợp với cái quá trình trưởng thành của các bạn hơn, thì mình nghĩ rằng là các bạn cứ lao vào đi. Quan trọng nhất là mình cố gắng, mình kiểu làm việc chăm chỉ tử tế là được. Còn thay đổi thì cứ dần dần là chúng ta cũng sẽ quen đấy mà. Đó, mong rằng video này cũng sẽ là một video để các bạn xem xàm xàm vui vẻ, hoặc là để tham khảo một điều gì đấy, hoặc những anh em đang chuẩn bị nhảy sang làm review xe thì có thể đây là một video để mang tính chất gọi là chun bước, đừng làm nữa. Nhiều cái vất vả lắm các bạn ơi. Nói chung là nghề chọn người chứ nói thật là đéo ai chọn nghề này cả. Nói thật là như vậy. Và mong rằng video này vẫn sẽ hữu ích cho các bạn ở một góc độ nào đấy. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy đừng quên là like, share cũng như là subscribe của kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.